tư về nguyên thể, tư về nguyên thể. Vậy chúng ta có ví dụ như động từ trợ động từ quyết thiếu của chúng ta có gì? Don't doesn't này, trong đó chúng ta có động từ quyết thiếu là can hoặc là must hoặc là have to. Can thì sẽ cộng với động từ nguyên thể. Vậy trong câu này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta nhìn thấy động từ quyết thiếu can, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong bốn đáp án này? Chọn đáp án nào? Playing. Chọn đáp án nào? Câu vừa nói xong, sau động từ quyết thiếu là động từ nguyên thể place là chia cho, chia thêm s rồi đúng không? Cái động từ nguyên thể của chúng ta là động từ nào? Play, không phải play. Play chúng ta đọc là play. Ok nào. The teacher reading, chúng ta nhìn thấy từ reading a dictation for the class. Dictation là chính tả. For the class reading, chúng ta có reading như vậy. Đây chúng ta sẽ phải dùng is the teacher là số ít, như vậy chúng ta phải dùng is. The teacher is reading a dictation for the class. My and Kian, chúng ta nhìn thấy sau over video last night. Last night là dấu hiệu của việc là quá khứ, cũng là last night là tối hôm qua. Vậy thì trong này chúng ta sẽ phải dùng từ gì? Are watching. Vừa nãy chúng ta nói quá khứ, chúng ta dùng gì nhỉ? Watched. Còn đây tất cả đều chia ở hiện tại rồi. Đây là động từ nguyên thể. Đây là chia ở tiếp diễn cũng nhỉ? Đây là chia ở hiện tại đơn mà lại chia cho số ít, đúng không? Như vậy chúng ta phải dùng là watched.